Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, em mới về được một lô súp và các bác này, một lô súp đánh cực kỳ là uy lực luôn. Một thương hiệu đến từ Mỹ và thương hiệu này chắc chắn sẽ không làm cho tất cả các bác chúng ta thất vọng, bởi vì con này có nó âm thanh nó rất là sâu. Trước mắt tất cả các bác chúng ta nhìn thấy là một con súp nó có 3 mặt các bác ạ. Một mặt đằng trước là một bát chính, hai bát phụ là nó nằm ở hai bên hông. Con này thì nó không có lỗ thoát khí, chính vì vậy mà cái âm thanh của nó đánh xuống rất là sâu. Các bác có thể kết hợp để sử dụng nghe nhạc, có thể kết hợp để chơi karaoke, và đặc biệt là trong những dàn âm thanh xịn sò của các bác đấy, đang yếu về cái tiếng súp, tiếng bát, thì các bác chỉ cần lắp thêm một chiếc vào như thế này thì các bác sẽ cảm nhận thấy là cái chất lượng âm thanh của nó xuống rất là sâu. Đấy, đặc biệt là con này của nó là có một cái bề mặt trông rất là hầm hố các bác ạ. Đây các bác nhìn đây, khi mà gửi đi cho các bác là nó sẽ có cả cái viền như thế này các bác nhá, có cái viền che loa như thế này. Còn ở đây thì anh em thợ đang tháo ra để kiểm tra vệ sinh test, thì cái viền này anh em thợ chưa lắp vào, các bác nhìn thấy không? Còn đương nhiên hàng bãi thì nó sẽ có phải có xước sát nhẹ, không thể tránh được, bởi vì hàng này không phải là hàng mới các bác nhá. Đó, và các bác có thể nhìn đây là một chiếc súp này, đấy, ba mặt, một mặt ở bên trái, một mặt chính ở đằng trước và một mặt ở bên phải. Bác nhìn thấy không? Và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng qua cho các bác đã. Các bác nghe cảm thấy đã, đấy thì các bác xem tiếp, mà nghe cảm thấy không đã thì các bác có thể bỏ qua video này. Chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem video của bên kênh Hiền Thanh Audio ngày hôm nay. Và em Hiền sẽ ráp một chiếc súp đấy, kết hợp với phun để cho các bác cảm nhận thấy là con súp này đấy, em đang đánh nha, đang cắm và đang bật sẵn đây, và các bác có thể nhìn thấy đây là ba bát ba mặt đấy, và em sẽ để cho các bác xem qua đấy. Và đặc biệt là khi các bác nhìn thấy có một chiếc chai nó để ở trên cái lò súp này thì các bác sẽ cảm nhận thấy là nó rung bật 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 chiếc chai luôn. Và khi mà em test thì em xin phép là chỉ sử dụng những cái bản nhạc không có bản quyền, thì chất lượng âm thanh của nó cũng sẽ không được nét, không được gọn. Đấy, còn những bản nhạc có bản quyền thì âm thanh nó rất là sắc nét, rất đẹp, nhưng mà lại rất dễ bị đánh bản quyền các bác ạ. Cho nên là em test một đoạn nhạc ví dụ để các bác cảm nhận nhá. Và tí nữa thì các bác sẽ cảm thấy là cái loa của nó là cái độ rung chuyển nó rất là hay và nó chất lượng. Đấy, với mức giá nó rất là hợp lý thôi. Tất cả các bác chúng ta cùng xem qua nhá. 1, 2, 3 này. Đó thì em chỉ test qua cái tiếng nhạc để tất cả các bác chúng ta cùng nghe thôi. Và quay lại với cái lô súp này thì em cũng nói luôn là dòng này là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Đấy, ở đây thì em Hiền lấy được cả loa phun, cả súp và cả đẩy luôn. Nhưng đẩy thì em xin phép tất cả các bác là em Hiền đã bán hết cho thợ rồi. Còn riêng loa đồng trục CF Audio này, một thương hiệu đến từ Mỹ này, bát chép nhập khẩu luôn. Đấy, CF Audio các bác nhá. Đấy, con này của nó là bát chép nhập khẩu, loa đồng trục. Đấy, là với con này là dòng loa full 30 đồng trục của CF Audio. Còn con này còn nó là con súp các bác ạ. Đây, các bác nhìn đây. Ở đây thì nó còn có hai hệ thống cắt code server này, đấy, to nhỏ của súp này.
Và con này gọi là con CF Audio SV kép 3 in 1. Có nghĩa là con này gọi là một bát đằng trước là nó đánh chính, hai bát đằng sau bên hông là nó sẽ đánh phụ, và hai cái bát này của nó là dòng bát cộng hưởng để nó giúp cho cái bát đằng trước nó tạo một cái độ rung chấn nó mạnh. Đấy, và âm thanh nó uy lực nó xuống nó sâu. Rất nhiều bác hỏi bảo là con này của nó là nếu như mà thùng kín thì bát này của nó là nó đánh như thế nào và bát này đánh như thế nào. Thì em nói luôn là hai bát bên hông nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ cho cái bát đằng trước, tức là nó cộng hưởng để giúp cho cái loa súp này của nó trông rất là nhỏ gọn. Các bác có thể đút ở trong góc nhà, ở trong những không gian kín. Và em khuyên các bác là khi mà tất cả súp nhá, các bác có thể kê lên kệ, kê lên trên gỗ, nhưng mà các bác nên để tiếp đất. Riêng súp là nên để tiếp đất thì âm thanh của nó mới lực. Còn các bác để nổi lên trên thì âm thanh của súp nó không bao giờ nghe nó lực, nó không bao giờ nó hay. Đó, và các bác có thể nhìn thấy không? Đấy, CF Audio các bác nhá. SV kép 3 in 1. Đấy, và công suất max của nó là 350W, điện của nó là 220V. Đấy, design by USA các bác nhá. Con này của nó sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Mỹ. Đấy, và một cái thương hiệu CF thì chắc chắn các bác cũng đã biết rồi. Nó là cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ luôn. Và bát của nó các bác nhìn này, bát này của nó là bát trợ lực các bác nhá. Rất nhiều bác bảo là cái con này của nó gân của nó là gân gì? Gân của nó là gân cao su hoàn toàn thì nó mới chịu được một cái áp lực nó mạnh mẽ và nó uy lực đến mức độ như vậy các bác nhá. Gân của nó là gân cao su. Đây các bác nhìn này, rất là cứng. Đây, cho nên là khi mà bát đánh rung ra thì cái tiếng rung chuyển của nó là nó sẽ đội đất nó đi lên. Đây là cái bát em đã bỏ cái vành xung quanh ra. Còn khi gửi cho các bác là sẽ có một chiếc vành. Đây, nó khép kín cái chân ốc lại, xung quanh ba mặt nó đều là như vậy các bác nhá. Đây mặt này cũng vậy này. Đây, và mặt bên này cũng vậy. Đấy, trông rất là đẹp và gọn gàng. Thì với dòng súp này thì trước đây em Hiền cũng đã lấy được một lần duy nhất. Đấy, và bây giờ là lần thứ hai. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì giá của nó cũng chỉ loanh quanh để cho các bác với giá là 3.400.000 đồng một quả thôi. Đấy, em bao ship thì riêng tiền ship đã mất cứ tầm khoảng 200.000 rồi. Bởi vì đối với súp đóng gói rất là cẩn thận và rất là mất công các bác ạ. Đặc biệt là nó cũng nặng nữa, nó phải đến mười mấy cân thì riêng cái tiền ship đã mất cứ tầm khoảng 200.000 đồng rồi. Em để cho các bác với giá là 3.400.000 đồng bao ship các bác nhá. Đấy, bao test, bao hoạt động ok luôn cho các bác luôn. Đây, các bác nhìn đây này. Tất cả những con này của nó là anh em thợ đã dọn dẹp vệ sinh. Còn đương nhiên, em cũng nói là những dòng súp mà đã qua sử dụng, đấy, những hàng bãi thì ví dụ như vấn đề xước sát nhẹ nhẹ, anh em thợ tuốt tát lại làm đẹp lại là không thể tránh được. Còn đối với những cái con như thế này, thì anh em ai mà lấy thì em bao ship cho tất cả các bác, bao test luôn. Các bác ai quan tâm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0932399993. Em để ở ngoài tiêu đề các bác nhá. Còn với con này thì các bác yên tâm là chất lượng âm thanh của nó xuống rất sâu. Và với mức giá chỉ như một con súp chợ, như một con súp rẻ tiền thôi, 3.4 triệu. Đấy, bao ship thì tất cả các bác chúng ta ai cảm thấy phê, cảm thấy khoái thì các bác ủng hộ em Hiền một con. Xin cảm ơn tất cả các bác.